Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đề chuyên phổ thông năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Ở năm học 2022 2023 các bạn. Thì cái đề thi này bạn Google là có luôn. Còn nếu bạn không thích Google thì bạn vào Facebook của thầy đó, vào cái cover nè. Cứ Google học với Auto Channel nha. Đó, đây nè. Sau đó thì bạn vào cái cover các bạn nha. Đây. Và bạn tải bên đây cái tuyển tập đề thi số 5 các bạn nha. Chính là cái tuyển tập này nè. Có rất nhiều đề thi mới thầy đã giải nha. Rồi, danh sách vào tải thầy. Thì bây giờ thầy sẽ review một chút xíu về cái đề thi này các bạn nha. Bạn thấy rằng những năm gần đây đó, các bạn thi phổ thông năng khiếu đó, vừa thi một phát, nhào vô một phát, gặp một cái bài đọc hiểu đe dọa các bạn. Đây chính là bài đọc hiểu này các bạn nha. Đọc hiểu này nó hơi khó một xíu nhưng không phải bài khó nhất, bài phân biệt các bạn trong cái đề thi này. Thì bạn tới một cái bài tiếp theo chính là guided law test này, cũng ở mức độ C1 các bạn. Thì năng khiếu bạn phải C1 mới làm nổi các bạn, mới dễ đậu được, không thôi không làm được đâu. Thì tiếp các bạn nè, thì đây chính là một cái dạng đọc hiểu dạng FCE, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau một cái FCE người ta lật các bạn tới CAE, một dạng đọc hiểu CAE, bạn điền đoạn văn vào trong đây bạn bị ngộp thở luôn nha. Rồi, bạn nào đỗ năng khiếu rất là xuất sắc nha, thầy biết rất nhiều bạn đỗ năng khiếu cực kỳ xuất sắc. Tiếng Anh thì phần ngữ pháp từ vựng á, những năm trước thầy thấy có khoảng 15 câu à. Ở năm nay người ta tăng cái phần ngữ pháp lên các bạn, tăng phần ngữ pháp lên tới 3-4 câu, thêm khoảng mười mấy câu các bạn. Mức độ đã khó hơn. Và cái phần word form thì cũng tương tự như năm trước các bạn nha. Và năm nay đề nó dài hơn, người ta cho các bạn hai cái bài open close, cho bạn hai bài luôn. Đó. Ở năm trước một bài, như năm nay hai bài. Ngữ pháp dài hơn, open close thêm một bài. Còn phần viết câu ở số lượng cũng tương tự năm trước và có phần sửa lỗi sai các bạn nha. Đó chính là đề thi năng khiếu. Bạn nào làm xong cái đề này cũng xỉu úp xỉu đau đó các bạn. Dù cho không có cái phần nghe, phần viết nhưng mà cũng xỉu úp xỉu đau. Thì trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bài đọc hiểu này các bạn nha. Rồi, ở cái đề thi năng khiếu năm trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn á, thầy giải thích cực kỳ chi tiết luôn. Tuy nhiên, ở đây cái bài này thì bớt chi tiết hơn xíu bạn nha. Câu số 1 nè, cái gì là ý chính của cái đoạn văn này? Gặp câu hỏi tổng quát như thế này, từ từ làm bạn, từ từ làm. Ưu tiên hãy những hỏi chi tiết nè. Cái nào dưới đây bạn miêu tả tốt nhất ý nghĩa của cái từ composite này? Thì bạn nào biết cái từ composite này á thì dễ làm. Nếu bạn không biết, bạn đọc trong bài để bạn suy luận cho thầy nha, để bạn suy luận cho thầy. Thì ở đây gây ra bởi cái niềm, cái sự mong ước bí mật, dẫn tới từ một cái sự mong muốn không thể nào cản được, liên quan tới một cái vết đau về tâm lý, được định hướng điều chỉnh bởi một cái sự mất mát về cảm xúc. Thì đọc trong bài các bạn thì bạn thấy rằng người ta nói bài chúng ta là về chủ đề là shopaholic các bạn nha. Rồi chọn luôn bạn. Bạn chọn thầy câu B. Bởi vì chữ này là mua sắm không có kiểm soát được, không có kiềm chế được. Chọn thầy câu B bạn nha. Tiếp nè, thôi từ từ các bạn. Bởi vì cái đề nó dài quá, thầy kéo lên kéo xuống nhiều khi bạn bị nhức đầu luôn. Tóm lại rằng cái bài test chỉ ra liệu bạn là cái người mua sắm không có kiểm soát, không có kiềm chế hay không. Đây nè, những nhà khoa học gọi nó là cái việc mua sắm không kiểm soát, thiếu kiềm chế. Ở đây các bạn nha. Rồi, tại các bạn. Đó, bạn có thể đoán được cái chữ này, không cần biết nghĩa nó luôn. Ở đây nè, thầy dịch nè. Một cái bài test mua sắm thiếu kiểm soát có thể nói cho bạn, liệu bạn có nên để thẻ tín dụng ở nhà khi bạn đi đến trung tâm mua sắm hay không. Cái bài test này làm rất rõ ràng rằng có cái việc mua sắm và sau đó thì việc mua quá mức đến nỗi ảnh hưởng
tới cuộc sống của cá nhân. Ở đây chính là cái idea của Đoạn Văn á. Ở cái người mà trở nên quá bận tâm đến việc mua những hàng hóa và liên tục xài tiền lên những cái mức hàng hóa bất kể nhu cầu của mình thì được gọi là shopaholics, những người đam mê mua sắm, những nhà khoa học gọi là mua sắm tùy tiện quá mức. Vậy thì bạn đã biết được cái từ compulsive này rồi các bạn nha. Rồi tiếp các bạn, cái đề chúng ta nó hơi hơi dài xíu. Tiếp nha, cái nào dưới đây không miêu tả cái người mua sắm tùy tiện? Tủ của tôi có rất nhiều cái túi mua sắm mà tôi chưa khui. Có nghĩa rằng tôi đi siêu thị tôi mua đồ, tôi bỏ trong cái tủ tôi mà tôi không thèm mở ra xài luôn. Tôi thích mua cho chơi như vậy đó, tôi thích mua chơi vui vì đó. Thì cái câu này có nói mà căn cứ kiến thức xã hội mình làm luôn. Câu B quá, hầu hết cuộc sống của tôi tập trung xung quanh vào cái việc mua hàng hóa. Có các bạn, tôi mua mọi thứ mà tôi không có kế hoạch để mua, thôi bỏ luôn. Xin chúc mừng bạn đã chọn đây nha. Đó, các bạn, căn cứ kiến thức xã hội mình làm luôn, chả thèm đọc bài. Tôi mua những thứ mà tôi cần nhưng chúng đắt hơn cần thiết. Cái ý này đánh lừa bạn, có nghĩa rằng người này thích hàng xịn đơn giản vậy thôi chứ không phải mua tào lao tùm lum. Chúng ta đã xong câu số 3 các bạn nha. Bây giờ các bạn, câu số 4 nè. Câu số 4, thì cái nào dưới đây được tường thuật là cái nguyên nhân sâu xa của cái hành vi mua sắm tùy tiện các bạn? Thì ở trong bài đó đây nè, bạn nào đọc cho thầy tới cái chỗ này nha, đây tới cái câu này nè, nó liên quan tới những cái chuyện kia và câu này rất là quan trọng này, giúp chúng ta làm được cái câu đó. Thì những người mua sắm tùy tiện, ngẫu hứng, có cảm xúc rất là tốt liên quan với việc mua, họ có khuynh hướng để mua và giấu cái chuyện mua hoặc trả mặt hàng, vân vân nha. Tóm lại rằng có cảm xúc tuyệt vời liên quan tới chuyện mua này. Vì thì ở trong câu số 4 này, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái câu này nha. Rồi, câu A các bạn, cần để tìm niềm vui hoặc giảm cảm xúc stress nha. Cái sự thèm muốn không có nào cưỡng lại khi mua sắm, không có khả năng đi kiểm soát cái chuyện mua sắm và thói quen chi tiêu tài chính khó khăn. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu A các bạn nha. Rồi câu A mà, tóm lại họ có cái positive attitude, cái cảm xúc tốt khi đi mua sắm, chọn câu A. Câu số 5, cái gì là cái điểm chính của đoạn văn số 4? Rồi trình lại bạn, đoạn văn số 4 là đoạn văn này nè. Đâu rồi, 1, 2, 3, 4, đoạn văn 4 này. Cái ông nhà khoa học ông nói bạn, chúng ta đang sống trong một cái xã hội định hướng tiêu dùng và đã thúc đẩy bản thân chúng ta, đẩy chúng bản thân chúng ta trong những tình huống khó khó khăn. Nhà nghiên cứu này, một giáo sư marketing ở trường đại học này nói, cái hành vi mua sắm ngẫu hứng là một cơn nghiện, cái mà có hại cho gia đình, cho xã hội, cho mối quan hệ. Nó không chỉ là cái gì đó mà chỉ không phải là chỉ ảnh hưởng tới người thu nhập thấp đâu, ý nói là người giàu vậy. Vậy thì câu số nào, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái câu này nha. Chi tiêu ngẫu hứng là một khuynh hướng ngày càng gia tăng giữa những người giàu, bạn thấy không? Cái đoạn văn này nó chả nói cái này, có một cái sự khác nhau giữa thu nhập, bạn cũng chả nói luôn. Mua sắm ngẫu hứng phản ánh văn hóa tiêu dùng trong nhiều cái hậu quả tiêu cực. Người ta nên mua sắm ít hơn nếu họ muốn ngăn những cảm xúc có hại. Thì câu số 5, thầy xin chúc mừng bạn đã chọn C nè. Đó, chọn này của C nha. Rồi, phản ánh cái nền văn hóa tiêu dùng với nhiều cái hậu quả có hại, chứ chả khuyên là mua sắm ít hơn đâu các bạn nha. Trong bài nó chả nói mua sắm, chả khuyên mua sắm ít hơn. Rồi, chọn thầy câu C. Một cái xã hội định hướng tiêu dùng, một cái văn hóa tiêu dùng với nhiều hậu quả tiêu cực. Ở trong bài chúng ta là xã hội định hướng tiêu dùng, đây chính là văn hóa tiêu dùng. Rồi, tương tự câu số 6 bạn nghe, câu 6 bạn,
Cái nào dưới đây miêu tả tốt nhất ý nghĩa của cụm từ shop until you drop? Mua cho đến khi bạn té, bạn rớt luôn. Có nghĩa là gì bạn? Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng mua rất rất là nhiều các bạn nha. Cột A thì một cái danh sách mua sắm gồm mọi thứ. Một tài khoản ngân hàng teo lại. Một cái trải nghiệm mua sắm thú vị. Một cái hiện tượng mua quá mức. Chọn tại câu D nè. Nó mới hợp nghĩa các bạn nha. Rồi, câu D. Câu số 7 các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 7 nè. Thì cái gì dưới đây miêu tả một cái khuyết điểm nghiêm trọng của bài kiểm tra được thiết kế để xác định cái vấn đề mua bằng cách tập trung vào những khó khăn tài chính và những sự căng thẳng gia đình qua vấn đề tiền bạc. Thì ở trong câu số 7 này các bạn, một cái khiếm khuyết của bài nghiên cứu thì trước đây các bạn chúng ta đó nói rằng trước đây người ta chỉ tập trung vào nghiên cứu những gia đình có vấn đề khó khăn đây nè, nhưng mà không nghiên cứu tới những người có giàu, những người giàu, những người mà đối với họ tiền bạc no problem đó chính là cái flaw các bạn nha. Vậy thì bạn chọn thầy đâu câu nào? Nó quá tập trung vào những người mua sắm ngẫu hứng có thu nhập thấp, nó không có đóng góp cho cái sự hiểu biết của cái việc mua sắm nhiều tiền tệ. Nó thất bại để mà xác định được những cái người mua sắm ngẫu hứng với thu nhập cao, nó đổ lỗi những người thu nhập cao cho vấn đề của họ. Tóm lại bạn chọn thầy câu C trong bài có nói nha. Không phải những người nghèo mới gặp vấn đề, những người giàu cũng gặp vấn đề. Câu số 8 bạn nha. Thì cái cuộc nghiên cứu tương lai có thể giúp những người mua sắm ngẫu hứng tùy tiện bằng cách cung cấp thông tin về về gì các bạn? Kiếm đoạn cuối này. Đây, đoạn cuối nè. Chờ xíu nha. Đây bạn nè. Thì cần có nhiều nghiên cứu không chỉ xác định được cái người có khuynh hướng để mua một cách ngẫu hứng tùy tiện mà còn phát triển những cái chương trình giáo dục và những cái chương trình hỗ trợ giúp đỡ cho họ cái người mua thứ mà họ không có cần đó. Ông này nói nó có thể dẫn tới lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên và luôn làm xuống cấp mối quan hệ gia đình và xã hội. Vậy thì ở đây cái cách mà mối quan hệ gia đình có thể sửa chữa và xây dựng lại không phù hợp bạn nha. Cái cách để nhận ra và làm bể cái cơn nghiện, phá vỡ cơn nghiện, số lượng của tiền chi tiêu quá mức trên cái đồ này. Khi mà một cái hành động positive tích cực trở thành một hành động tiêu cực thì bạn thấy rằng ở câu D nó giảm nè, ở câu A nó giảm nè, còn số lượng tiền chi tiêu quá mức trên hàng hóa xa xỉ thì cũng giảm luôn bạn, bỏ luôn. Tóm lại chọn là câu B. Câu chúng ta nó ý nghĩa như vậy bạn nha. Số lượng tiền mà họ quá chi tiêu không đúng. Trong bài nói rằng phát triển những cái chương trình hỗ trợ vân vân. Ở đây bạn chọn là câu B. Chúng ta đã xong một phần của năng khiếu bạn nha, chính là bài đọc hiểu. Thì thầy sẽ dừng tại đây các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thầy dừng tại rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những các bạn mà đã ngồi phát biểu với thầy. Thầy sẽ ngừng 5 phút và thầy sẽ vào thầy làm tiếp một chút xíu destination xe 1 xe 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thầy và cảm ơn những bạn phát biểu nhiều nè. Đó, Minh Hiền, Bảo Nghi và Hồng Vân nha. Rồi thầy dừng đây bạn, dừng đây.